Em chào anh Trần Bảo An, chào nãy rồi, chào mấy phát rồi đấy. Chào anh Dũng Dương nhá, xin chào 259 người xem ạ. 263 rồi, xin chào tất cả những ai mới vào xem live stream nha. Bo, Chiến Nguyễn đập cầu cũng khá nặng. Dứt điểm tốt, cầu không qua lưới, điểm số 6 đều. Chào chú Lương Gia Hà. Sân này hơi khó nhìn một chút ạ. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Sport Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam vòng bảng của giải cầu lông thị xã Đông Triều tranh cúp thành công lần thứ tư. Giải đấu với giải nhất lên đến 5.000 đô la, tức là tương đương với khoảng 115 triệu tiền Việt. Phía gần màn hình là cặp đôi Chiến Phong đến từ Hải Phòng và đối thủ của họ là cặp đôi Đức Hải. Vận động viên Đức chính là vận động viên cặp với Hưng, nhưng tại giải đấu này thì Hưng Đức không được cặp với nhau. Theo thể lệ của giải đấu thì các vận động viên chuyên nghiệp sẽ không được cặp với nhau, mà bắt buộc phải là một vận động viên chuyên nghiệp cặp với một vận động viên phong trào, hoặc là hai vận động viên phong trào cặp với nhau. Nên Hưng Đức sẽ không được cặp với nhau nha mọi người. Lúc nãy anh em nào nói là Hưng Đức đánh chưa thì bây giờ mọi người có thể được xem vận động viên Đức Con đánh nhá. Còn vận động viên Hưng thì cũng chưa rõ là vận động viên Hưng cặp với ai. Hello, chào mừng tất cả mọi người trở lại với live stream của Hùng. Và nếu để chào mọi người được không ạ? Triệu chưa đánh anh Quốc Anh Linh ơi. Em cảm ơn anh Quốc Anh Linh từ nãy giờ theo dõi live stream và giúp em chia sẻ nha. Trận đấu đã được bắt đầu rồi, điểm số đang là 2-1. Bắt lưới rất nhanh, điểm số 3-1 cho cặp đôi Chiến Phong của Hải Phòng. Xin chào. Hello Alpha Vina Con Linh Tower. Không biết là người Việt hay người nước ngoài ạ. Long Tô đánh rồi anh Đỗ Gia Huy ơi, Long Tô thắng nhá. Em cảm ơn anh Trần Bảo An rất nhiều. Anh có lên xem giải đấu này không anh Tú ơi? Nguyễn Việt Thủy ạ, xin chào anh Đỗ Huy Thế. Chiều tối hình như tầm, em cũng không rõ là mấy giờ đánh nữa, chưa xem lịch. Buổi tối chắc là 7 giờ đánh mọi người ạ. Bình thường mọi năm là thế. Chào anh xe ôm nha, xin chào anh Trần Công, cảm ơn đã giúp em chia sẻ, xin chào anh Xuân Mạnh. Xin chào anh Dũng, EVNTPC. EVNTPC. Điểm số 4-5, Đức Con giao cầu. Điểm số 5 đều rồi. Theo Hùng thì cặp đôi Đức Hải vẫn cửa trên. Điểm số 6-5. Em chào anh Trần Bảo An, chào nãy rồi, chào mấy phát rồi đấy. Chào anh Dũng Dương nhá, xin chào 259 người xem ạ. 263 rồi, xin chào tất cả những ai mới vào xem live stream nha. Bo, Chiến Nguyễn đập cầu cũng khá nặng. Dứt điểm tốt, cầu không qua lưới, điểm số 6 đều. Chào chú Lương Gia Hà. Sân này hơi khó nhìn một chút ạ. Thủ cầu ngoài sân 86. Chia sẻ live stream để nhiều người cùng được theo dõi và thưởng thức những trận đấu hay nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vẫn có người ở nhà làm việc. Đức Con với Xuân Hưng là cặp đôi chuyên nghiệp nên là không được cặp với nhau mọi người ạ. Giải đấu này không cho phép hai vận động viên chuyên nghiệp cặp với nhau. Đập cầu rất tốt từ Đức Con. Cầu tốt. Được điểm 9-10. Trên sân số 5.
chiều mấy giờ bắt đầu đánh? Chiều ấy tầm 1:30-2 giờ anh ạ, em chưa hỏi lịch. Em nghĩ là chiều phải tầm 2 giờ mới đánh. Một pha đập cầu hơi bồng, nhưng mà Chiến Nghĩa lại không thể tì được. Giải 50 triệu đấy, nhưng mà giải năm nay lên 115 triệu rồi. Hải 3 sao anh ơi. Hay mọi người gọi là Hải Quốc Oai đấy ạ. Hải Quốc Oai cặp với Đức Con. Động viên Đức Con giao cầu. Các là nội dung nội bộ trong tỉnh nha mọi người. Còn nội dung mà giải 5.000 đô là nó là nội dung mở rộng. Những nhóm tuổi khác chỉ là giải trong tỉnh thôi. À. Xin chào anh Phan Cứng Đặng Đình Văn. Một pha đánh cầu không hiểu cầu bay đi đâu của Đức Con. Bắt bài hơi vội vàng. Không Hùng, em cũng không rõ là Xuân Mạnh có đánh không anh ơi. Chắc là có. Giải đấu còn ngày mai hay lắm. Mai mà anh không bận thì xuống xem. Hôm nay ngày thi đấu đầu tiên nó cũng chưa gọi là chưa thực sự hay lắm đâu. Phát cầu rất tốt, cầu trong sân. Điểm số 87. Thắng set 1 và set 2 đang dẫn 20-17. Cặp mạnh đấu cơ bộ Khánh Linh. Nội dung đôi nam 18-30 mở rộng sẽ thi đấu hết lượt trận số 10.
Cầu Ngoài Sơn điểm số 18-13 rồi. Sau trận đấu này sẽ là một trận đấu tiếp theo sẽ rất hay. Câu bộ Khánh Ninh sẽ gặp câu bộ Hưng Phú. Điểm số 16-19. Thông tin giải đấu này xem ở đâu anh cũng không rõ là kênh nào có đăng cơ. Em muốn biết những thông tin gì nhờ? Nếu muốn biết cứ comment ra đấy anh có thể hỏi và đăng lên cho mọi người.